chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, theo Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 năm 2021 tăng số vụ, số người chết và số người bị thương. Theo đó, trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ, làm 7 người chết, 12 người bị thương, tăng 5 vụ, 3 người chết và 4 người bị thương so với tháng 3. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số vụ giao thông tăng là do người tham gia giao thông không chú ý quan sát, chuyển hướng, không đảm bảo an toàn, không nhường đường, lỗi hỗn hợp, không giữ khoảng cách an toàn. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban An toàn giao thông cùng các sở ban ngành và các huyện thị xã chủ động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau dịp lễ. Theo đó, tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực, đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao. Cụ thể, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải bằng xe buýt, xây dựng kế hoạch phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ, đảm bảo chất lượng xe tham gia hoạt động trên tuyến. Số lượng xe dự phòng tối đa để giải tỏa lượng khách tăng cao vào các ngày cao điểm tại các bến xe khách và kịp thời giải tỏa khách đi các tỉnh khi có yêu cầu. Các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt bố trí xe đảm bảo số lượng và chất lượng tham gia hoạt động trên các tuyến, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thời gian chạy, lộ trình của các tuyến và cần chú trọng các tuyến hoạt động phục vụ hành khách tại các bến xe khách, các tuyến qua các khu vực tổ chức vui chơi. Phụ xe nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tuyệt đối không dùng rượu bia, chất kích thích khi thực hiện nhiệm vụ, có thái độ phục vụ văn minh lịch sự khi giao tiếp với hành khách. Hiện nay đang vào mùa mưa bão, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy là rất lớn. Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Đường thủy nội địa tại Hưng Yên chủ yếu trên tuyến sông chính là sông Hồng và sông Luộc, có chiều dài tuyến gần 87 km qua 32 xã phường thị trấn. Trên tuyến sông có 17 bến khách, trên 30 bến bãi tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng. Do vậy, công tác tuần tra kiểm soát được lực lượng cảnh sát giao thông luôn coi trọng, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa cho các chủ bến bãi, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về an toàn bến bãi, phương tiện chở khách, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, chở quá tải, quá số người quy định, người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn, kiên quyết không để các phương tiện không đủ điều kiện an toàn hoạt động. Chúng tôi là cũng thường xuyên nhắc nhở hành khách xuống phà cho đứng đúng quy định nơi dành cho hành khách đi bộ và nơi dành cho phương tiện ô tô, để trang bị cứu sinh, cứu hỏa, áo phao rồi phao tròn, phao áo cho hành khách. Tuy nhiên vẫn còn không ít trường hợp cố tình phớt lờ mọi cảnh báo, nhắc nhở của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương. Khai thác bến chưa được cấp phép, phương tiện hoạt động không đủ điều kiện, không trang bị dụng cụ cứu sinh, không có chứng chỉ chuyên môn, neo đậu ở nơi không phải vùng nước cảng bến. Trên thực tế, một số người dân, một số chủ phương tiện bến bãi vẫn còn chủ quan, chưa tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa. Vào mùa lũ thì chúng tôi yêu cầu các cái phương tiện này chuẩn bị đầy đủ các cái trang thiết bị an toàn cứu sinh, cứu đắm và các cái phao để người dân cũng như các phương tiện qua sông được đảm bảo an toàn. Lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác cát, kiểm tra phương tiện tàu bè, các phương tiện đò phà qua sông, đặc biệt là đăng ký đăng kiểm và bằng cấp chứng chỉ của người lái phương tiện. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, các ngành, các lực lượng chức năng hiện đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với các chủ phương tiện, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước. Người đi phà, đi đò phải mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cá nhân, tuyến sông an toàn.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.